Cá lóc kính thì đâu ai đâu có lau kính mấy đâu, kính thì lúc nào nó cũng dơ rồi. Chủ yếu là thấy nó có thức ăn đây nè, nó tới nó bám nó ăn. Đây cho mấy con cá ngoài này ăn đi, cơ cá rút bi ngoài nè ăn đi. Cá này lâu lắm rồi vẫn chưa thấy đẻ. Cá này nó không thèm ăn luôn mọi người, nên là nó thấy mình đây nó không ăn, nó không ăn bao nhiêu ngày nay rồi. Chắc nó có ăn đấy, nhưng mà khi mình ở đây sợ nó không ăn.